Cậu bé vớt cái gì thế này? Cả cô bé này nữa, cái gì mà lạ vậy mấy bạn? Trông vui mắt ghê, cứ như là mấy con cá làm bằng thạch ấy các bạn nhỉ? Ôi xem này, có ảo quá không các bạn? Tôi không nhìn nhầm chứ? Cái gì mà vừa mới bóp bóp vẽ vẽ cái gì vào khuôn xong cho vào nước mà nó thành con cá sao bơi bơi mới sợ chứ? Không chỉ có sao biển với cá đâu nha, có nhiều hình thù lắm luôn nè, từ khủng lung ếch rồi sóc rồi hoa quả rau củ các kiểu ấy chứ. Chỉ cần đổ sẵn bột trắng vào khuấy khuấy rồi lấy màu nước ma thuật cho vào khuôn xong nhúng xuống nước là nó ra hình luôn rồi này. Bất ngờ vậy đủ rồi mấy bà, bộ này là đồ chơi màu nước ma thuật nha, vừa dễ chơi vừa an toàn cho bé nữa, mấy bà đặt về cho bé chơi là khéo, chính mấy bà còn mê nữa đó nha ha ha. Bộ đồ chơi này tôi thấy là mê lắm rồi đây nè mấy bạn, vừa đầy đủ đồ phụ kiện mà vừa giúp các con sáng tạo nữa. Like và subscribe Big City Buy để xem thêm nhiều video hay hơn nhé.